gần 100 năm suốt cuộc đời. Mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ trong giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân biến cuộc đời. Con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ mẹ, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Mẹ dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong mẹ bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đời trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa mẹ ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến thành thờ. Kể hết sao đây lời huyết thống, chân thành con viết khóc trong thơ. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, và những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời hoa tươi trái ngọt. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha mẹ ban cho chúng con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu. Một chặng đường dài suốt 2/3 thế kỷ đã để lại cho con cháu những niềm tự hào cao như núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, các con về bên mẹ, các cháu về bên bà, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Mẹ ơi, mẹ có nhớ không? Trong suốt chặng đường dài mẹ đã đi qua, chất chồng những vui buồn trăn trở. Chúng con xin cảm ơn mẹ, mẹ đã chịu nhiều cay đắng để có ngày hôm nay chúng con được hưởng cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Mẹ ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy tóc mẹ đã bạc, chân đã trần. Mẹ ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng tá, một nách cả đàn con mẹ vất vả tảo tần, góp gom từng hạt gạo ngọt mặn nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho chúng con thật sự thành người. Mỗi năm một tuổi qua đi, mái đầu trắng tuyết, bước đi lưng còng. Mẹ ơi, con tạm trong lòng, gian truân vất vả, mẹ không xá gì. Mẹ ơi, cuộc đời mẹ hai vai gánh nặng gió sương và thời gian như đã cướp đi da thịt của mẹ. Phải chăng cả bao nỗi gian nan vất vả của đời mẹ đã được tu lại, kết thành chuỗi cườm, để đến hôm nay chúng con được gần lại từng hạt mà mới thấy hết giá trị đích thực. Mẹ ơi, ngày nào tóc mẹ còn xanh, xanh như nhánh cỏ, như nhành hoa tươi, mà nay đã bạc tơ rồi, đôi mắt mẹ cười rạng rỡ lòng con. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, mẹ đã dạy cho chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao nguồn sức mạnh để vượt lên mọi vất vả của đời thường. Trái tim và khối óc của mẹ
đã dành cho chúng con. Để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy thực sự mất đi một phần lớn của đời mình. Các cụ xưa thường bảo, không sao kể xiết. Hôm nay chúng con quỳ bên mẹ, muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn với mẹ đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho tóc con cháu xanh, tóc bạc đi vì lo nghĩ cho các cháu các con. Hiểu như thế, biết như vậy, và chúng con là con người nên hôm nay quỳ bên mẹ, chúng con cầu mong sự tha thứ của mẹ cho những đứa con vì cuộc sống sinh nhai không được nâng đức mẹ khi ở tuổi thất thập cổ lai hy. Dưới mái nhà này đây, khi không còn mẹ, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của mẹ và không để người đời chê trách. Đời mẹ đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả, chúng con những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây nhớ lại, xem lại bản thân mình, chúng con thấy còn nhiều điều sai sót. Việc nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đấy là việc mà chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với cha mẹ kịp thời. Tấm lòng trời biển của mẹ hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm kia mẹ nhé. Mẹ ơi, chúng con hứa với mẹ rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của mẹ, và mẹ sẽ là người mẹ bất tử của chúng con. Cuộc đời mẹ thấm gió xương, để mãi mãi đậm vị hương ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời.
dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ em ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng chua bên thêm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ yên vui sương biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con thân gầy mẹ. Mùa xuân hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một miếng. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền miên. Quay về vui vẻ dưới bóng.
Phần có thể là phần quan lễ viếng, phần hương ly biệt mà nỗi lòng thương xót. Trong các cháu lời ngoại của bà cũng đã trở về trước tháng trời. Bà có những lời thương tiếng khóc của bà. Và giờ phút này nay đã đi vòng quanh liên quan của bà để mà ánh thức, để mà gọi bà than thở những lời tình yêu bà trong câu thở những lời thương yêu là phải cách biệt. Vâng, và để tiếp theo chương trình sẽ nhắm vào kính viếng công linh hồn của cụ hôm nay. Tuần đặc hiếu trân trọng kính mời tuần nha lễ kiến của gia đình bà Biện công cụ thờ bàn thánh thánh thương yên dưỡng Bắc Giang. Xin kính mời trở về trong phòng tang để thắp nhang vào sân lễ kính viếng công linh hồn của cụ. Xin kính thưa công linh hồn của cụ ơi, cụ ơi, thế là chúng trần thuê hôm nay cụ vắng vắng. Cụ đi xa rồi để cho con cháu xót xa. Cụ ơi, nhận được tin cụ đã qua đời, từ địa bàn thánh thương yên dưỡng Bắc Giang, gia đình và miền ông bồ nay đã trở về đây. Cụ ơi, về đây thắp nén tâm nhang, kính dâng lên cụ, cụ về nhận
Vâng, giờ phút này đây tuần đang lên tiếng của các anh chị em họ sĩ giúp bà thái con sâu tổ cụ nay đã trở về trước bà tang để thắp nhang tiễn cụ. Bà đứng trước án tiền cũng muốn đánh thức phong linh hồn cụ bằng hồi trống cây. Sau đây hồi phần thắp nén tâm nhang cúi đầu bái biệt phong linh hồn cụ xong, xin đã kính mời công các bà bước tiếp về bên linh con. Vâng, giờ phút này đây là phòng hoa tang và hưng thân tuần nha. Vâng, nghe trả lời bài của gia đình tang lễ. Sau khi hạ lễ thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời các bác tiếp bước vào trong nhà phòng tang bên linh quan để thăm viếng vong linh hồn cụ lần cuối, rồi trở ra giả tang uống nước và chia buồn cùng với gia tang. Gia đình xin chân thành đa tạ cảm ơn. Vâng, sau khi hạ lễ thắp nhang kính viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời hai bác trở ra giảm tang uống nước và chia buồn cùng với gia tang. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Sau khi hạ lễ thắp nhang kính viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời các chị trở ra giả tang uống nước và chia buồn cùng với gia tang. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Vâng, sau khi hạ lễ thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời hai bác trở ra giả tang nán lại uống nước và chia buồn cùng với gia tang. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Sau khi hạ lễ thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời cậu. Sau khi hạ lễ thắp nhang hồi trống cây tiễn biệt cụ xong, trân trọng kính vĩnh biệt cụ để tỏ lòng để tưởng nhớ niềm vô hương hồn cụ đang trực tiếp toàn thể hội viên. Dành một phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
đứng trước tháp nhang kinh vĩ vong linh hồn. Giờ phút này đây, hội đồng yên với bà Tiên là con dâu cụ có hồi trống cây để đánh thức tiễn biệt vong linh hồn. Vâng, hồi trống cây đã trôi qua sau khi hạ lễ tháp nhang kinh vĩ. Tháp nhang kinh vĩ vong linh hồn cụ. Giờ này gia đình cụ Tôn ở Hữu Bằng có hồi trống cây để đánh thức vong linh hồn cụ, cầu chúc cho cụ. Trên lời mời của gia đình tang lễ sau khi hạ lễ tháp nhang. Vâng, sau khi hạ lễ tháp nhang kinh vĩ vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời các bác trở ra giảm tang uống nước và chia buồn cùng với gia tang. Gia đình xin chân thành đa tạ cảm ơn. Khi hạ lễ thắp nhang kinh vĩ vong linh hồn cụ và hồi trống cây tiễn biệt đã trôi qua, xin kính mời ông các bà trở ra giảm tang uống nước. Và sau khi hạ lễ thắp nhang kinh vĩ vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời ông các bà khác bác trở ra giảm tang uống nước và chia buồn cùng với gia tang. Gia đình một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Sau khi hạ lễ xong xin kính mời. Trở lại bài của gia đình tang lễ. Sau khi đoàn hạ lễ thắp nhang vinh viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời các bác trở ra giảm tang lắng lại uống nước và chia buồn cùng với gia tăng. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Sau khi hạ lễ thắp nhang kinh vĩ vong linh hồn cụ xong, kính mời các bà các bác trở ra giảm tang nơi đón tiếp của gia đình uống nước và chia buồn cùng với gia tang. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Trở lại bài của gia đình tang lễ. Sau khi hạ lễ thắp nhang kinh vĩ vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời các bác trở ra giảm tang uống nước và chia buồn cùng gia tang. Trước linh sàng giờ phút này đây, các bà các chị là gái họ quy thắp nhang kinh vĩ vong linh hồn cụ có hồi trống cây để
khi Hà lấy thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ xong, xin kính mời các bà các chị trở ra giả tang uống nước và với gia tang gia đình xin sau. Trước linh sàng giờ phút này đây, các ông là nghĩa tình đồng ngũ với ông Bạch là con trai cụ. Sau khi hạ lễ thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời ông các bác trở ra giả tang uống nước và chia buồn cùng với gia tang gia đình một lần nữa xin chân thành đa tạ cảm ơn. Đứng trước linh sàng để thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ giờ này, hội đồng nhân của 96 năm với bản năng nay có một khi hạ lễ thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời các bà các bác trở ra giả tang nơi đón tiếp của gia đình uống nước và chia buồn cùng với gia tang gia đình xin chân thành cảm ơn. Và để về thắp nhang kinh viếng vong linh hồn giờ phút này đây, cái tình xóm với hai con dâu của mẹ có ngồi trồng cây để đánh thức vong linh hồn cụ, cầu chúc cho cụ mẹ mai về bên yên tây chúc vong linh hồn cụ được theo sinh trình đầu. Sau đây hồi trồng cây được bắt đầu. Sau khi hạ lễ thắp nhang hồi trồng cây đã xong, xin kính mời các bạn đứng trước linh sàng thắp nhang kinh viếng vong linh hồn bác. Giờ này gia đình bà thuê có hội trồng cây xong, xin kính mời các bác trở ra giả tang uống nước và ở cùng với gia tang gia đình xin chân thành cảm ơn. Đang đứng trước linh sàng thắp nhang kinh viếng vong linh hồn của cụ, gia đình bà Cẩm Xuân là nghệ tình tham gia với bà. Vâng, sau khi hạ lễ thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ, hồi trống cây tiễn biệt cụ. Hạ lễ thắp nhang kinh viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời các ông các bà là nghệ tình hàng xóm với con trai con dâu trưởng của cụ
trở ra giảm tang nơi đứng tiếp của gia đình uống nước và chia buồn cùng với gia tang. Gia đình một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vừa đến. Sau khi hành lễ thắp nhang thiêng viếng vong linh hồn cụ xong, trân trọng kính mời các bác là nghĩa tình bạn với ông bày trở ra giảm tang uống nước và chia buồn cùng với gia tang gia đình. Vâng, trở lời mời của gia đình tang lễ. Sau khi hạ lễ thắp nhang kinh viếng phong linh hồn cụ xong, xin kính mời các bác là nghĩa tình cùng hội lái xe với con trai bột của cụ trở ra giảm tang nơi đang tiếp đình uống nước và... bài của gia đình tang lễ. Sau khi các bà, các bác, các chị là nghĩa tình hội đồng hương với hai con gái của cụ Hải, khi viếng vong linh hồn cụ xong, xin mời trở ra giảm tang và chia buồn cùng với gia tang gia đình, xin chân thành đa tạ. Sau khi hạ lễ thắp nhang kinh viếng vong linh hồn bà xong, trân trọng kính mời các chị trở ra giảm tang uống nước và chia buồn cùng với gia tang gia đình, xin chân thành cảm ơn. Vâng, sau khi hạ lễ thắp nhang hồn cư xong, trân trọng kính mời các bà các bác tiếp bước vào trong nhà phòng tang để vĩnh biệt cô lần sau cuối, dì trở ra giảm tang uống nước và chia buồn cùng gia tang gia đình, xin chân thành cảm ơn.
Yeah.
lòng xót thương đau. Vâng, thế là tạ công đã cùng với các con, các cháu nay giết được ông linh hồn cổ mẹ, cổ bà, nay thuyền. Thế là từ nay đôi nơi thuyền dòng một mái, tôi sẽ đưa cụ về đến bàn
cuộc đời con người ta ai cũng phải một lần ra đi cuối cùng. Và giờ đây, đứng trước linh giảng của cụ, đoạn kim nhạc chúng con xin được thay lời cho các con các cháu của cụ có đôi lời thương nhớ mẹ trước lúc cụ về cùng tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng. Mẹ kính thương ơi, giờ này đây nhìn làn khói hôm trầm nghi ngút, đứng bên mẹ lúc này chúng con đang lắng tai nghe sự im lặng của mẹ, người mẹ hiền đầy lòng bao dung, tình yêu thương con không bờ không bên. Mẹ đã cho chúng con hành trang và lẽ sống, mẹ đã cho chúng con hết trọn cuộc đời. Mẹ vẫn còn kia nơi căn nhà âm cung, vẫn còn kia lời ru tha thiết, vẫn còn kia dòng sữa ngọt ngào, và vẫn còn kia hơi ấm của tình thương. Nhưng mẹ ơi, mẹ có hay chăng, từ ngày hôm nay trong căn nhà này, mâm cơm vắng chỗ, đũa thừa đôi, đường trần đôi ngả chia ly, cháu con thương khóc mẹ bờ mi lệ nhòa. Âm dương cách biệt dặm trường, trần gian lưu luyến vấn vương lệ sầu. Và mẹ ơi, đứng trước linh sàng mẹ lúc này cả một nỗi đau, một nỗi đau đau đến xé lòng. Bởi chúng con biết rằng từ nay chúng con đã mất mẹ thật rồi. Mẹ đã phải ra đi, đi xa mãi mãi. Ngoài kia xe thiên cổ đang đợi, đang chờ mẹ ơi. Đến giờ mẹ phải ra đi, cháu con ruột đau như thắt bờ mi lệ tràn, sầu thương để lại trần gian. Mẹ về cõi phúc núi ngàn xa xăm. Và trong giờ khắc đau thương ly biệt này, thank you.
xin chuyển lời của gia đình tang lễ mời các chị trong ban chấp. Nhận được tin buồn từ gia tăng
cụ Cạn thì tiếp về với tiên tổ. Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi, ban lãnh đạo thôn cùng ban ngành đoàn thể trong thôn đã thành lập ban lễ tang. Ban lễ tang gồm có: một, ông Trần Văn Khoa, phó thôn trưởng ban; hai, cụ Nguyễn Quy Sách, chi hội trưởng người cao tuổi phó ban, cùng các ban ngành, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ, và ông xóm trưởng xóm một Nguyễn Văn Thành, và ông Nguyễn Quy Thành đại diện cho gia ta nằm trong thành viên của ban tang lễ. Kính thưa gia ta, được tin cụ nhà đã dập rời cõi trần về với tiên tổ, trong niềm thương tiếc đã có nhất rất nhiều vòng hoa lễ viếng của các công ty xí nghiệp. Một là vòng hoa của ủy ban đảng ủy, ủy ban hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc xã Phủ Lã. Hai là vòng hoa cán bộ nhân dân thôn Đồng Xài. Ba là của ban chấp hành nông dân. Bốn là một bức chướng vòng hoa của người cao tuổi và nhiều lễ khác của khách xa bạn gần cùng toàn thể nhân dân đã viếng cụ trong hai ngày. Cuối cùng, tôi không biết nói gì hơn hết, một lần nữa tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình. Tiếp theo sau đây, xin kính mời ông Nguyễn Quy Sách, phó ban lên đọc tiểu sử điều chỉnh cho cụ đang kế tiếp. Xin kính mời ông. Tôi xin đọc tóm tắt tiểu sử cụ đang kế tiếp. Kính thưa các cụ, kính thưa ban lãnh đạo thôn, kính thưa các quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia tang, cụ đặng thị tiếp sinh năm 1931, sinh trú quán tại thôn Đồng Xài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Cụ sinh ra trong một gia đình nông dân chuyên nghề làm ruộng để sinh sống. Sau cách mạng, đến tuổi trưởng thành, cụ tham gia sinh hoạt đoàn thanh niên cứu quốc tại địa phương. Với sức trẻ, lòng nhiệt tình yêu quê hương đất nước, cụ luôn gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước do đảng đoàn phát động tại địa phương, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đến năm 1952, nghe theo tiếng gọi của đảng, cụ lên đường làm nhiệm vụ dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Quảng Hồng. Hoàn thành nhiệm vụ, cụ lại trở lại quê hương tiếp tục lao động sản xuất. Sau ngày hòa bình, đến năm 1960, có chính sách của đảng, nhà nước xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Gia đình cụ đã tự nguyện làm đơn xin vào hợp tác xã nông nghiệp. Gia đình cụ đã hợp tác xã nông nghiệp để làm ăn tập thể, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ ngày vào hợp tác xã, gia đình cụ đã có một cuộc sống ổn định. Là xã viên hợp tác xã, cụ luôn gương mẫu lao động sản xuất, chấp hành đường lối lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp đầy đủ các công cụ cho nhà nước và địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của toàn đảng toàn dân. Cụ đã động viên và tiễn đưa năm người con trai của cụ lên đường làm bảo vệ, lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Các con cụ đều hoàn thành nhiệm vụ trở về xây dựng quê hương. Là một hội viên mọi người cao tuổi, cụ luôn nêu cao vai trò tuổi cao gương sáng để các thế hệ con cháu học tập noi theo. Về đời tư, cụ xây dựng gia đình và sinh được 10 người con, 7 trai, 3 gái, 1 nữ tử. Các con cụ được sinh ra và trưởng thành dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, được học tập rèn luyện nên các con cụ đều trưởng thành tiến bộ. Các con cụ đã sinh cho cụ 60 cháu nội ngoại. Các cháu cụ đã sinh ra cho cụ 70 cháu nội ngoại, 5 chú ngoại. Các cháu cụ đều học giỏi chăm ngoan của bậc. Cụ và gia đình cụ đang sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Song về tuổi cao sức yếu, các con cháu cụ đã hết
lòng chăm sóc phụng dưỡng xong không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 10:30 ngày 14 tháng 12 năm 2019 nhằm ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Hợi hưởng thọ 89 tuổi. Cụ mất đi để lại cho gia đình, con cháu, anh chị em bên nội bên ngoại một niềm tiếc thương vô hạn. Hợp tác xã mất đi một sản viên tích cực, mọi người cao tuổi mất đi một hội viên mẫu mực hiền hòa. Nỗi nhớ thương này nói sao cho hết, chúc cụ về nơi suối vàng an giấc ngàn thu, xin vĩnh biệt ngủ. Vâng, xin chân thành cảm ơn cụ Nguyễn Quý Sạch. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quý Thành đại diện cho gia lan gia tang lên đáp tử, xin kính mời ông. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể quý vị và nhân dân có mặt dự lễ tang chúng tôi hôm nay. Thím tôi cụ Đặng Thị Tiếp sinh năm 1931, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con cháu anh em nội ngoại hết lòng chăm sóc phụng dưỡng, được y bác sĩ tận tình cứu chữa, được bà con lối xóm thăm hỏi động viên nhưng không qua khỏi. Thím tôi đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 10:30 ngày 14 tháng 12 năm 2019, tức ngày 19 tháng 11 năm Kỷ Hợi, về với tiên tổ. Sự ra đi của thím tôi, dẫu biết rằng đó là quy luật của tạo hóa, song sự ra đi ấy để lại nỗi niềm tiếc thương vô hạn, nỗi buồn khôn xiết cho gia tộc nội ngoại. Trong những ngày qua, tang gia chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm viếng, chia buồn, động viên của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phủ Lãng, các cơ quan đoàn thể, trường học, các bạn bè đồng học, đồng liêu, các anh em đồng chí, bạn bè xa gần, các ông bà, thông gia, bà con trong và ngoài xã, cùng toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị em nội ngoại, thân bằng quyến thuộc. Đặc biệt sáng nay, quý vị cùng toàn thể nhân dân đã chút thời gian và ngọc đến dự tang lễ và tiễn đưa thím tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các ông, các bà, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phủ Lãng, ban lãnh đạo và chi hội người cao tuổi các thôn trong xã, các cơ quan đoàn thể, trường học, các bạn bè đồng học, đồng liêu, anh em đồng chí, bạn bè xa gần, các ông bà thông gia, bà con trong và ngoài xã cùng toàn thể, các ông, bà, cô bác, anh chị em nội ngoại, thân bằng, quyến thuộc. Xin cảm ơn ban tang lễ thôn nhà đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ cho thím tôi được chu toàn và trang trọng. Xin cảm ơn đội nhạc Hiếu Đông Hương Yên Dũng Bắc Giang và đoàn kim nhạc ở Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã nhiệt tình phục vụ bằng tiếng kèn, tiếng trống đưa tiễn thím tôi về cõi Vĩnh Hằng được an lạc và chia buồn cùng gia quyến chúng tôi. Kính thưa quý vị, sau khi tiễn đưa thím tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng được mồ yên mả đẹp, thay mặt gia đình xin được trân trọng kính mời quý vị trở lại gia tang cùng uống nước, sơi trầu, dùng bữa cơm thân mật để chia bớt nỗi buồn thương mất mát này cùng tang quyến chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đại diện cho gia đình ông Nguyễn Quý Thành. Cuối cùng, đề nghị quý khách cùng toàn thể nhân dân đứng dậy mặc niệm cụ một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm, bắt đầu. We'll be right back.
mặt ban tang lễ cùng gia đình xin trân trọng cảm ơn quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân đã đến dự lễ tang đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn.
sinh ta ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta cứu người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn? Phải sống thế nào để mẹ được vui? Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đế đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chìm vẫn đang từng ngày mong ta. Cha, giá như chỉ một lần thôi con được gọi tiếng cha trở lại là niềm hạnh phúc nhất trên đời của con. Mẹ, giá như con được làm lại tất cả để đền đáp lại tội lỗi của con ngày nào, đó cũng là một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của đạo làm con. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn? Phải sống thế nào để mẹ được vui? Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đế đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ ở đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hạt hiu, vườn xưa sơ sát hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hỏi ngóng trông. Chẳng
về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ, lại đành xa cách quê hương. Mẹ ơi, bao mùa xuân đến, bao lần con mong mỏi ngày về. Xuân này con về quê tìm mẹ, thì mẹ giờ đã ra đi. Con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hạt hiu. Còn đâu năm tháng xưa thơ dại, giao thừa bên mẹ ngồi kể chuyện tình. Kể chuyện tích xưa.